bố làm con hơi bất ngờ Hừ. chỉ vì bố đã không mắng chửi và nổi giận à nếu bố muốn mắng chửi con sẽ im lặng lắng nghe nhưng không phải vì con là kẻ có lỗi mà vì bố là bố của con nhưng mà tất cả những việc con đã làm và tiếng bố mà hôm nay con còn gọi chẳng phải là mâu thuẫn lắm sao có người con nào mà lại đi lừa gạt bố của mình vậy nếu bố đối xử công bằng với con thì con đã không làm như vậy đúng bố đã chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với con nhưng mà từ khi bố tìm được con thì bố đã cố gắng hết sức để bù đắp mà không bố không hề cố hết sức đến cuối cùng người mà bố dùng hết sức để dung đắp chỉ có mỗi mình thằng quyên bố đã dành tất cả cho nó mà không dành gì cho con nên con phải tự lấy những thứ thuộc về mình thôi thế chẳng phải là bố đã giao hết công ty cho con rồi sao bố chỉ coi con là kẻ giữ nhà thuê để chờ đến khi thằng quy nó hồi phục Bố dồn hết tài sản cho nó ra Bắc phát triển. Đúng không bố? Nó có gì tài giỏi hơn con mà bố lại đưa hết cho nó? Những gì nó có thể làm, con còn có thể làm tốt hơn. Ai đã nói với con những điều đó? Nó hoàn toàn không đúng với sự thật. Bố chưa bao giờ có ý nghĩ là dồn hết tài sản để đưa cho thằng Huy ra Bắc. Tờ di chúc của bố có tên cả hai đứa con mà bố đừng gạt con nữa, con sẽ không vì những lời nói của bố mà trả lại phạm đình đâu. kìa trí bố à, có lẽ con nên về để hai bố con mình khỏi phải to tiếng chỗ đông người nữa. nhất định là chú thành đã nói với con tất cả mọi chuyện này, con đừng nghe ông ta là vì ông ta đã có thể phản bội bố thì ông ta có thể bắn đứng con bất kỳ lúc nào. cảm ơn bố đã nhắc nhở con, nhưng con tự biết cách dùng người. ông xuống ăn tối đi. À, tôi hơi mệt, một lát thì tôi xuống ăn sau. Ông đã gọi điện cho chị Nhàn để chị ấy nói chuyện với thằng Chí chưa? Bà nói chuyện với nó rồi, nhưng nó cứ một mực là không tin. Ông à, tôi muốn nhờ ông một chuyện, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ yêu cầu ông làm cho tôi một việc gì. bây giờ tôi muốn ông làm cho tôi một chuyện. có gì thì bà cứ nói đi. sao bà lại nói thế? tôi muốn ông vứt bỏ gánh nặng, đừng nghĩ đến chuyện thằng trí nữa. ông cứ suy nghĩ mãi như thế này, lỡ bệnh đổ ra thì làm sao tôi lo được? tôi xin lỗi tôi không nên làm cho bà lo lắng quá như thế thôi được rồi bà cứ yên tâm đi tôi sẽ không nghĩ gì nữa thế là bây giờ yên tâm đi nghỉ nhé ừ cậu đúng là cái thứ vô dụng tôi không hiểu tại sao tới giờ này mà tôi vẫn còn giữ cậu trong cái văn phòng luật của tôi dạ con xin lỗi chú biến đi cho khuất mắt tôi Có chuyện gì mà cháu lại tới đây giờ này Bố tôi nói là chưa bao giờ có ý định dồn tiền cho thằng Huy ra bắt Tờ Di chúc cũng có tên tôi Chứ không phải chỉ có tên mỗi thằng Huy cháu đã gặp ảnh hả chú trả lời câu hỏi của tôi đi bố cháu chỉ gạt cháu thôi vậy mà cháu cũng tin được à cái tờ di chúc là cháu đã thấy tận mắt cái mà di chúc cũng có thể có nhiều bản được mà cháu không tin chú thì cứ đem tất cả những gì hiện nay trả lại hết cho bố cháu đi À mà không Nói cho chính xác là cứ trả hết tất cả cái đó cho thằng Huy đi Chú im đi Chú đừng có dở cái giọng đó ra mà khiêu khích tôi Chú không khích cháu Chú chỉ nói sự thật mà thôi cháu tỉnh táo lại đi không phải dễ dàng gì để có được như ngày hôm nay đừng có gì ba cái lời nói vô căn cứ mà có thể dâng hết mọi thứ cho người ta cháu đừng có như má cháu có được không tôi tiếp xúc riết với mấy cái đám người đó rồi bị người ta dùng những cái lời xáo trá lừa dối dụ dỗ rồi đem cái dân hết tất cả mọi thứ cho người ta con người tôi ghét nhất là bị người ta gạt đừng để cho tôi biết là chú đã dở cái trò gì hai đứa cái ký vào đây là thủ tục chuyển nhượng coi như hoàn tất anh à anh không ký cũng không có sao đâu <laughs> của em cũng như của anh mà xong rồi chú về trước nha anh đợi một thời gian nữa mẹ em không để ý thì em sẽ trả lại số cổ phần này cho anh ừ anh đã cho em rồi anh sẽ không lấy lại đâu <laughs> Vậy chắc là em phải khao anh một bữa thật là hoành tráng Để cảm ơn anh tặng em một món quà thật là lớn Nhưng mà phải món nào đắt tiền nhất em mới ăn nha Ừ, chỉ cần anh ăn được thì em có thể trả tiền được <laughs> Em sẽ phải hối hận cho coi <laughs> Vậy là tốt rồi chỉ sợ Thái Hà nó không nghe lời thôi. chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà. <laughs> ừ, chị và anh Sáu lên chơi. Nếu cả nhà đi lên thì càng tốt. Hay là để tôi nói với cháu Huy xuống rước anh chị lên. Không cần đâu anh, xe tụi tôi muốn được mà. À... Tụi nhỏ sắp xếp rồi Rồi tôi báo lại cho anh uh, Ngày giờ à, Vâng Chị cứ xếp xếp nhà cửa cho nó ổn định Rồi để đi chơi cho nó thoải mái Nhưng nhớ lần này có lên đó, Thì phải lơ lô một chút Tôi mới trở về đấy Anh yên tâm đi Tụi tôi đi chơi Là không có, có vụ mà về sớm đâu Có lẽ là tôi trẻ nó về rồi đấy Để tôi xuống tôi báo cho chúng nó biết tin này nhé. Dạ Vâng à, vâng 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 ạ giời ơi. tình hình mà mỏi mệt thế này á ngày mai chúng ta nghỉ làm nha không làm gì hết nha ừ công chuyện á thì khoan làm nhưng mà chưa nghỉ ngơi được đâu em còn muốn làm gì nữa xử hai người này nè à, à. <laughs> có người muốn xử hai đứa mình kìa em chấp họ luôn đi anh ừ. chiều họ một chút xíu ha ngày ừ. mai mình còn phải đi coi cả lương nữa ừ. ừ. ê nè 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 tôi không nghe nhầm nữa chứ chỉ có cái gì đâu mà làm cái lương hay mà đúng không em đúng rồi ui trời ơi nổi hết cả da gà rồi này em ơi trời <laughs> ơi nè sợ cái ốc lên trời <laughs> làm cái gì mà vui vẻ thế dạ có thưa ông ạ à. dạ thưa ờ. ông ạ à. à, à. có mời ông ngồi ạ dạ thưa ông tụi con đang xử hai đứa này ai dạ hai đứa này ạ tụi nó dám lén lút yêu nhau mà không báo cho ai biết Ôi ôi <laughs> này như thế là không được rồi phải phạt thôi dạ đúng không phải xử tội tụi nó đi ông ờ à, được phải phạt Hai đứa lên chương trình chuẩn bị đón gia đình anh Sáu chị Năm lên đây chơi. Ừ. Vậy là nhà con với lại nhà ông Sáu lên đây hết luôn không? Ừ. Nhưng mà con nghi lắm. Cái này giống lên kiểm tra hơn là lên đi chơi ừ. đó. Thì một công đôi ba chuyện mà. Ừ. Con đâu em Sao nó không xuống ăn cơm vậy Nó đi ăn tối với bạn chưa về Nó với cái thằng ấy vẫn chưa chịu chấm dứt à Anh sao vậy Làm sao mà biểu con mình từ bỏ bạn nó được Với lại em thấy thằng trí đối xử với em thấy Hà cũng tốt mà Trời ơi cái thằng Đến cha ruột của nó Nó còn lừa dối Vậy thì nó biết thương yêu ai mà em nói thế vậy chứ anh nghĩ con thái hà nó bằng lòng từ bỏ anh trí hả anh thừa biết tính con gái mình rồi còn gì nữa à cuối tuần này em có biểu thái hà là đưa bạn trai về nhà chơi em muốn làm gì thì làm anh sao cơm chưa ăn xong mà anh đi đâu vậy anh ra ngoài một lát trời ơi trời hãy chiều con á thì là chồng không vui mà hãy chiều theo ý chồng á thì con giận trời riết là tôi thấy tôi ra ngoài làm ăn còn dễ hơn ở trong nhà quản cái nhà này nữa cái chuyện gia tiền ngân hàng á không thuận lợi lắm đâu cậu cứ bình tĩnh đi vẫn còn một số ngân hàng khác chưa trả lời mà với lại sáng nay steven có gọi cho tôi tôi có đọc báo thấy công ty của gia đình cậu ta đã vượt qua được khủng hoảng và bây giờ phát triển rất là tốt cậu ta đang có ý định sẽ làm một dự án bất động sản ở việt nam với chúng ta đấy chúng ta <laughs> chúng ta còn cái gì mà hợp tác với người ta chứ <laughs> được thôi anh muốn làm thì tôi sẽ cùng làm với anh nhưng mà biết steven có chừa phần cho tôi không bởi vì tôi biết được rằng cậu ta còn ấm ức vì tôi đã giật cái giải thưởng hùng biện của cậu ta năm đó cậu ta như vậy chứ không có gì đâu huy ơi nghĩa ơi xuống ăn cơm này xuống ăn cơm đi hay Thằng Nghĩa nó đâu rồi con? Dạ Nó đi chơi mút lê rồi bố ạ Hai đứa nó dạo này dính như xàm Ừ Có dính như thế thì nó mới mau có vợ Chứ ai là như con Bố Coi <laughs> chừng ấy nhá Thằng Nghĩa nó qua mặt con như chơi đấy nhá Nó lấy vợ trước con đấy Con cứ tưởng chuyện gì Chuyện đấy à Còn nhường <laughs> Thật À này Thế Cái công việc của tụi con như thế nào rồi? Dạ cũng đang được bước khởi đầu rồi vợ xem ai tới thăm ông này chào anh ôi giời ơi ông bạn già mãi đến hôm nay mới chịu sang thăm tôi đấy anh biết không bận việc ở ngân hàng quá anh thứ lỗi cho nhé Ê, mời anh dạ, dạ. anh ngồi đi dạ cháu chào bác ạ Ồ, chào cháu ô quang huy thấy cháu cứng cáp trở lại như thế này bác cũng thấy nhẹ lòng đấy cũng tại con hà nhà bác Bác à Chuyện gì đã qua thì mình để cho nó qua luôn đi ạ à. Với lại cháu cũng có đâu nhớ gì đâu <laughs> Thôi Thế anh em mình đi lên trên lầu đi Hôm nay tôi sẽ nói với anh hết tất cả mọi chuyện Nà. Hôm nay ấy anh muốn tôi ngủ lại cả tối hôm nay để nói chuyện sẵn lòng ngay <laughs> Tôi thấy chị nói là anh đã tỉnh lại Mấy lần định sang thăm anh Nhưng rồi bận việc ở ngân hàng Kiểm toán để lên sàn đấy mà Chắc là anh không giận tôi chứ Tôi hiểu mà Thế bây giờ chuyện đã ổn chưa? Mọi sự đã ổn rồi anh ạ à, Mà tôi đã chuẩn bị một số cổ phiếu ưu đãi cho anh đấy Anh sĩ ạ à? Anh không cần phải canh cánh cái chuyện của thằng Huy nữa mà cũng chẳng cần phải tìm cách để bù đắp gì cả nói như thằng huy nó đã nói thì cái chuyện gì nó đã qua thì cứ cho nó qua luôn đi anh ạ nhưng mà thì nếu mà anh còn nghĩ tôi với anh là bạn bè thì thôi đừng nhắc đến cái chuyện đấy nữa <laughs> anh thấy chưa lần nào cũng vậy anh nói rồi tôi không làm sao nói lại được nữa <laughs> thì có thế thì mình mới làm bạn với nhau được lâu chứ chứ <laughs> nếu mà ai cũng cứ cố mà gân cổ lên cãi thì làm sao mà mình chơi được với nhau đến <laughs> bây giờ <laughs> này thế rằng này thằng Chí nó có đến thăm anh không cũng tình cờ tôi có gặp nó được một lần nhưng mà cái duyên bố con giữa tôi với nó xem ra mỏng lắm anh sĩ ạ anh Lộc ạ Thằng Chí với con Hà đáng yêu nhau anh nhỉ Thế à Hèn gì mà tôi thấy chúng nó đi chơi với nhau Thằng Chí với thằng Huy là hai anh em Con Hà nó làm như vậy Tôi là ba nó đi Mà tôi còn cảm thấy quái oăm không thể nào chịu được Nữa là người ngoài anh Nhưng mà Tôi không bảo được nó anh nhỉ Bọn trẻ bây giờ ấy Nó làm gì Không đến phiên mấy lão già mình can thiệp được đâu Thôi thì mình cứ làm hết nước hết cái Còn cuộc đời của chúng nó thì cứ để cho chúng nó tự chịu trách nhiệm thôi anh ạ Anh Lộc này ừ. Tôi có ý định đến gặp chị Nhàn Anh thấy sao? Anh có thể vì tôi Mà đừng làm vậy được không? Sao vậy? Bà ấy bây giờ Cũng đã buồn về cái chuyện thằng Trí lắm rồi Tôi không muốn bà ấy muộn phiền thêm với lại bây giờ dù bà có nói thì thằng chí nó cũng chẳng chịu nghe đâu anh ạ thôi được tôi hiểu mà cảm ơn anh đành như vậy thôi anh ạ được đến đâu ta hay đến đấy vậy anh ạ Dạ con nghe Ê, nói 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 nghe nè Dạ Nó hái xong cái là dọn dẹp rồi gọn gàng ha không? Dạ không biết rồi Ê, Thôi, chịu khó một chút đi Mày đem ra bà chính thu á, đừng có đem ra bà tám à, Nhớ nhớ Làm xong xuôi rồi đó là đâu vô đó Tém gọn ha Ê, chưa chưa Đi nhớ khoa cửa cẩn thận nghe không? Cái, à, cái gọi cái mày á Mày Cũng nhớ Mệt quá Mấy cái chuyện nó không biết hết rồi mà nếu như tiếp thấy không biết tâm cái gì đi coi đi Ờ, à, 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 con này trời ơi, con thích nhắc cầm chừng vậy mà tự ái gì không biết nữa. Ờ, à, à, rồi, thôi đi. vậy đi. Ghét học, ghét học, ghét học. Còn cháu vậy đó, mình nhắc nó mà nó giận lẫy cái nó biểu, Thôi, vậy thôi, về, 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 về coi nhà đi. À, chịu nổi hả? <laughs> Gặp tôi hả? Tôi cũng trả lời như vậy á. Trời đất ơi, cái gì mà có một chuyện à. Mà từ tối hôm qua đến nay, nhắc đi nhắc lại hoài, wow, muốn bung cái đầu tôi luôn à hay 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 quá ha mấy người giỏi quá ha. tôi là tôi giữ của cho cha con ông chứ giữ chi của một mình tôi ha thôi mà, đi chơi để đi chơi cho nó vui vẻ mà. làm gì cái lộn cái lão đi xe vậy mấy má ơi là lâu mới đi chơi để đầu óc thảnh thơi đừng nghĩ nhiều chó mệt nè bác tài xế ơi trên đường đi mà gặp chỗ nào bán cái thẻ điện thoại đó ngừng lại giùm tôi một chút xíu nghe dạ ủa ngộ cái gì? chú sao chú đâu có xài điện thoại đâu mà chú uh, mua thẻ nạp tiền làm gì Mua giùm cho vợ mày ừ. Ừ. tao sợ lên anh hai ngày trời đó không có đủ để nó gọi về dưới ừ. nên mua sẵn chú này <laughs> thôi mà im lặng đi để cho bác tài người ta chạy xe cho đàng hoàng chọc ổng bực mình một hơi ổng chạy hơi tới biên giới giờ <laughs> 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <목소리도> à chị chị với đây, uh, mấy cháu đi xe có mệt không dạ không có sao rồi, dạ <laughs> một biểu dạ. đem vô đi con dạ mấy đứa con trai uh, khi trái cây vô nhà nghe dạ. dạ thưa anh tôi uh, thì không biết uh, mua đem lên biếu anh cây gì thôi một chút cây nhà lá giường có uh, thanh long chuối măng cụt gì bưởi đem lên để biêu tặng anh với gia đình anh chị và các cháu khách sáo quá, tặng quà mọ họ ngoài này nắng quá tôi xin mời anh chị và các cháu đi ra vườn chơi cho mát ừ, dạ 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 tôi không dạ mát ghê hen ồ đẹp con ha không à, quá trời quá đất luôn à, à. dạ ơ à. kìa hồ bơi kìa à. <laughs> trời ơi hồ bơi đẹp quá trời luôn chàng ơi có mấy con cá bự dữ hả bay té nước nghe con nè quá chừng. À, à, chừng, chừng chàng ơi đẹp quá trời quá đất luôn cái nhà đẹp thiệt à bà nội cha nó <laughs> anh ơi cái khu này á còn cái nhà nào giống y chang vậy không chỉ cho tôi đi tôi kiếm tôi mua căng căn mời mốt mà có lên sài gòn á làm công viện tôi ghé tôi dừng chân chút xíu nghỉ chơi mà <laughs> trời ông sáu ơi ông sáu có tiền mua nhà bự hay không sáu vậy mới mốt ông sáu cho ở đó với ông sáu à, <laughs> <trời> ơi đợi <laughs> con lên chức ông ngoại đi ông sáu mới mua được cái hồ bơi nè đợi <laughs> đợi mày. ông thấy không con nít nói cái gì tin cái đó thôi nam ơi đừng tin ổng tin ổng bắn lúa giống cho con con à, biết ông sáu con hồi đó giữ cái kho thuốc nổ cho nên bây giờ ông còn cất ở sau nhà ông nhiều lắm lộn xộn là nổ cho banh thằng huy với thằng nghĩa nó đi đâu rồi nhỉ dạ hai đứa nó lên trên là ông biết nó làm gì lát nữa nó xuống hết bố ê ê quên không sao chị cứ để anh ấy tự nhiên tự nhiên kìa ta cho rồi <cười> <cười> dạ nghe bố cháu nói là thời gian bố cháu với thằng huy ở dưới đó thì hai bác với anh chị giúp đỡ rất nhiều Ừ thiệt tình nói thì cũng không biết là cảm ơn hai bác với anh chị như thế nào nữa Mẹ ơi dạ đâu có gì à, hàng xóm mà tối lửa tắt đèn có nhau thôi mà hàng dạ. dạ. xóm cây gì bây giờ là xui gia rồi sống vậy <laughs> anh sáu nói chí lý chưa còn phải nói nữa <laughs> thôi thế hôm nay đông đủ như thế này mình bàn đến cái chuyện của đôi trẻ đi bố ha không biết là ý kiến hai bác với anh chị như thế nào yeah. chuyện quan trọng như thế này thì mình cứ chọn ngày rồi bày lễ ra cho nó phải chứ sao lại à bác bạn... không sao đâu Không có chuyện gì hết trơn Trời á con thấy á con gái á mà lớn rồi ở trong nhà giống như cái hũ mắm mà treo đầu giường vậy á mà con thấy hai đứa nó thương nhau quá trời rồi ừ. thôi gả luôn đi hen thế thì cuối năm cho chúng nó cưới nhau luôn đi dạ. Dạ. hai đứa lên sau nhé Dạ. Ê, hôm nay bà cứ thấy anh điền buồn buồn sao không? ờ à, tại vì anh không thích đi mà ngoại cứ ép đó. Ừ. À. dạ cháu mời hai bác mấy anh chị dùng cốc nước chanh uống cho nó mát à? à cảm ơn <laughs> Ủa bé Phúc chạy đi đâu rồi má? À, Nam với Điền dẫn ra ngoài giường chơi rồi Dạ Con <laughs> mời cả nhà ăn trái cây kè ơi, cô dâu đây rồi Còn thằng chú rể kia đâu? Hả? mất đi hoài Ông Sáu, ông Sáu nói gì vậy? nội với tía má đang bàn cái chuyện cưới chồng cho cô á <laughs> bà ơi bà gọi thằng huy xuống đây cho tôi chứ ai lại bàn đến chuyện cưới hỏi mà lại không có chú rể là sao dạ vâng ạ ai cưới mà cần có chú rể vậy bố là mày chứ ai nữa nói mày á hay mày với nó bù xa là ăn bé ba làm đám cưới luôn đi tổ chức cho đàng hoàng tử tế nhưng mà nhớ nghe không có cái bao thơ à cả tiền công tao đã móc ngoặt hai bên với ủa mai mối và móc nối với hai bên gia đình đó chưa <laughs> gì cái <laughs> đã đòi tiền móc nối mai mối gì rồi dạ con nghĩ chuyện cưới hỏi chắc phải để một hai năm nữa ừ, sao lại một hai năm cuối năm nay là phải cưới đi dạ con và phù sa đang có nhiều kế hoạch cho công việc tôi còn nghĩ khi nào sự việc ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình ạ thì cứ cưới đi con rồi hai đứa càng yên tâm ở bên nhau mà lo sự nghiệp chứ có sao đâu mẹ con nói đúng đó con ông đã quyết rồi không được cãi lời dạ thưa ông có lẽ trong thời gian này tụi con chưa thể đám cưới được đâu ạ dạ thưa cả nhà tụi con đã thống nhất với nhau Tại vì con đang lập nghiệp lại từ đầu Với hai bàn tay trắng Đến khi nào sự nghiệp ổn định Lúc đó Con xin phép cả nhà Cho tụi con được tiến tới hôn nhân Trời ít Chú Đèn Sao con? Con coi trên TV con thấy công viên này lớn lắm Chú Đèn dẫn con đi chơi nha Được, ngày mai chú sẽ dẫn con đi chơi, chịu không? Dạ chịu wow. Phúc Phúc, qua đây, cầu thổi cái này bự lắm nè Qua đây, qua đây Dạ yeah. Từ từ Đó <laughs> Nè, nè Trời ơi nè à, trời ơi dám phá con hả chị ch chết nè à. trời à. ơi gì mà mồ hôi Ok kê không vậy nè con muốn đi bơi thôi chiều rồi không có nhõng nhẽo nữa con đâu có nhõng nhẽo đâu con út cô út mang đi má riết đi rồi rồi má cũng cho chơi à ừ, em khát nước quá em vừa dọn uống nước vậy vậy Thôi bây giờ đi vô tắm rửa sạch sẽ rồi ra chơi tiếp ha Dạ yeah. Anh đi vô nhà uống nước đi Vô trước đi, chúc anh vô <laughs> Vậy em đưa Phúc vô trước nha <laughs> Ừ Cảm ơn nha. Sao em chưa phân phục mọi chuyện đi? Tại vì em vẫn hy vọng là anh sẽ tự nói ra mọi chuyện. Chẳng lẽ em không thể bỏ qua cho anh được sao? Em rất muốn được làm như vậy Nhưng nếu như bây giờ Anh không đứng ra dạch mặt ông Quý Thì không những bà con không được cấp giấy bị điêu đứng Mà ngay cả bà con đã được cấp giấy cũng không yên ổn nữa Thật sự anh sợ lắm Em biết không anh không biết là mọi người sẽ đối xử gia đình anh như sao và cả anh như sao khi mà họ biết được là anh đã cháo mẫu đất mẫu nước khiến cho họ không được cấp giấy phép ai làm thì người đó chịu thôi nhưng mà em tin đó, bà con mình biết phân biệt phải trái không có làm gì quá đáng đâu anh chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu anh thì không sao nhưng anh không muốn ngoại anh từng tuổi này mà phải bỏ xứ ra đi anh, anh không à. có cần đảm đi đầu thú nếu em muốn phanh phui mọi chuyện em cứ làm đi <laughs> lâu lắm nhà mình mới lại được vui như thế này huy nhỉ dạ nhưng nếu hôm nay cháu chịu đám cưới thì ông còn vui hơn nhiều ông à <laughs> chuyện đó ừ cháu lại sắp nói phải tập trung cho sự nghiệp trước chứ gì này, con gái người ta có thì cháu không thể bắt cái xa nó cứ chờ đợi mãi cháu có chuyện gì phải không à dạ cháu cháu cứ nói với ông đi ông không giúp gì được cháu nhưng ông cũng có thể chia sẻ với cháu mà ông à cháu xin lỗi ông ạ à. ôi sao để xin lỗi ông rốt cuộc là có chuyện gì phải không thưa ông cháu trời ơi cháu làm như thế thì ông sẽ lên cơn đau tim mất có chuyện gì có phải cháu bị cái gì phải không À, à, dạ dạ không ạ, à, cháu không bị gì đâu ạ, à. à, chẳng qua là cháu đang uh, chuẩn bị cho một uh, kế hoạch đầu tư khá mạo hiểm ạ, à. nếu như kế hoạch này thất bại thì cháu sẽ mất hết, sẽ thực sự trắng tay, cháu không muốn làm khổ phụ cha ông ạ. À? <laughs> cháu nghĩ như thế là không được rồi. Người ta thường nói thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn, thì hai đứa đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thì bây giờ có những chuyện gì đó khó khăn mà các cháu không vượt qua được nào, có phải không? Dạ, cháu hiểu rồi ạ. À, vậy thì còn chuyện đám cưới? Chuyện đám cưới nhất định sẽ có, nhưng cháu muốn sự nghiệp phải thật sự ổn định đó ông ạ. <laughs> Ngày trước á, thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, còn bây giờ thì con cháu đặt đâu, ông bà cha mẹ không cãi lời. Ông ạ. À... Ôm. Ừ thôi 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 cái thằng cứng đầu như cháu ấy mà khi đã không muốn thì đố ai ép được đấy thôi được rồi cháu muốn từ từ thì cứ từ từ đi cháu cảm ơn ông ạ nhưng mà này cháu liệu mà dỗ cái xa nó có vẻ giận cháu chuyện sáng nay đấy chuyện này thì ông yên tâm cháu biết phải làm sao rồi ạ ừ. <laughs> thế nào bây giờ cháu có chịu nói thật mọi chuyện cho bác biết không hả dạ những gì con biết con đã nói cho bác hết rồi ạ thật không dạ thật mà bác anh quy mà có chuyện gì con không dám giấu bác đâu ạ thôi được rồi bác tin con Không biết để ở đâu nhỉ Anh nói chuyện với ông xong rồi à Ừ Tôi cũng vừa bị bác trai tra hỏi đây Bác nghĩ là anh đang gặp chuyện gì Nên mới cứ cự tuyệt chuyện đám cưới như vậy Cậu không khai gì chứ Đâu khai gì đâu Vẫn giữ lời khai ban đầu Nói là anh lo ổn định sự nghiệp xong Rồi mới tính chuyện đám cưới sao Cảm ơn cậu Nhưng mà cái chuyện này á cũng không có giấu hoài được đâu trước sau cũng phải nói thật nhưng mà không phải là bây giờ tôi giúp lê á định đi ra ngoài chơi vòng vòng anh với em sao cũng đi luôn đi đi ra ngoài cho thoải mái thôi cậu đi đi mà này ừ? cậu có thấy cái kèm tôi để đâu không ờ à, lúc dọn về á anh bỏ quên phòng tôi á vậy hả qua lấy hộ tôi đi thôi đi chơi về lấy thôi không đi đi mỗi người một thế giới mà cũng được Không biết anh Điền biến với đâu mất tiêu à Mà sao em thấy ảnh kỳ kỳ á Bộ có chuyện gì hả hai Em có biết tại sao Hơn một nửa hậu viên của hợp tác xã không được cấp giấy chứng nhận gáp không Thì tại vì mẫu đất với lại mẫu nước không có đạt tiêu chuẩn Bộ có lý do gì đằng sau nữa hả Là do anh Điền anh đã tráo mẫu đất và mẫu nước của chuyên viên kiểm tra đó Cái gì? Chắc có hiểu lầm gì chứ sao vậy được Chính chị đã nghe anh Quý và anh nói chuyện như vậy Sau đó nha Chị còn đi lấy mẫu đất, mẫu nước Đi kiểm tra lại Kết quả là hoàn toàn đạt tiêu chuẩn Trời Không thể tin được Mà anh Điền thiệt là quá đáng luôn Công sức của bà con biết bao nhiêu lâu mà anh vậy hả Anh làm như vậy Là vì em với anh Quy đó vì em với anh Huy Người ta nói Giận mất khôn Còn ảnh vì ghen quá mà mất khôn Ý hai nói là Ảnh ghen với em với anh Huy hả Ảnh đã thua anh Huy trong chuyện tình cảm Cho nên khi thấy anh Huy Có uy tín với bà con như vậy Ảnh cảm thấy không phục Ảnh làm như vậy á Là cố tình chứng minh cho em thấy chuyện được cấp giấy chứng nhận gáp quan trọng hơn là chuyện tìm được hợp đồng xuất khẩu sao mà ảnh nghĩ vậy được chứ rồi giờ hai lần xử vụ này sao chị đã khuyên ảnh đi tự thú nhưng nếu như ảnh vẫn không làm buộc lòng chị phải đi tố cáo mọi chuyện Tội nghiệp ông Sáu quá à Ông Sáu mà biết vụ này hả? Ông Sáu buồn lắm á Chứ em không thấy nguyên buổi tối nay Ông Sáu không có vui hả? Tại vì lúc sáng chị nói chuyện với anh Điền Ông Sáu nghe hết rồi Mà Em vẫn tin anh Điền là người tốt Chắc là do một lúc ảnh ảnh suy nghĩ lệch lạc vậy thôi à Chứ thiệt tình là em em không có nở mà nhìn thấy anh Điều mất hết tất cả như vậy đâu sao có làm phiền hai chị em không vậy à, đâu có gì đâu hai chị em nói chuyện chơi thôi à để chị lên coi bé phúc làm sao nha để em lên với hai luôn thôi ở đây đi hai người nói chuyện đi nha mình ra ngoài vườn nói chuyện đi anh cần nói chuyện em một chút à Nhân tiện á, làm nước gì mát mát uống nha. Nước dừa hô ép càng tốt. Trời ơi, không năng nỉ một tiếng mà bây giờ còn lên tiếng sai mình mới ghê chứ. <laughs> Sao nói là đợi ở ngoài này mà? dạ à, hôm nay nói sốc nha cho nói lại đã dở ẹc dở ẹc, mà ngồi say đắm nghe hết cả một bài ờ à, thì uh, tại người ta chờ coi khúc cuối có hay lên được xíu nào không ai về, dở toàn tập hôm nay bày đặt nói sốc tôi nha <laughs> ai biểu hồi sáng có người chọc quê tôi chi anh xin lỗi anh không cố tình làm cho em buồn đâu nhưng xà đàn ông họ rất cần một gia đình nhưng họ càng cần một sự nghiệp vững vàng để nuôi gia đình anh cần thêm thời gian em đợi anh chứ không đợi anh cá gô thì đợi ai giờ